Anh đã nói gì với chú bảo vệ mà sao chú ấy với chúng ta vào vậy? Không nói gì cả. Anh là ân nhân cứu mạng của chú ấy. Anh nói gì cơ? Anh cho chú ấy 200 tệ. Anh hào phóng ghê đấy. Hồi nhỏ anh từng lên đây. Hồi đó nhìn được rất xa, còn có thể nhìn thấy thôn làng và hồ sen ngoài thành phố. Giờ bị nhà cao tầng chắn hết rồi, phá hoại phong cảnh quá. Anh thấy cũng tuyệt mà, nhà cao tầng cũng là phong cảnh. Giờ rất nhiều người thành phố hâm mộ cuộc sống ruộng vườn, suối chảy cầu nhỏ. Nhưng nếu bảo họ về nông thôn sống thật, cắt mạng cắt điện, thậm chí còn chẳng có bồn cầu xả nước, chắc họ cũng chẳng ở được đâu. Bây giờ rất nhiều nhà nông thôn đã lắp mạng internet, ai cũng muốn thấy thế giới rộng lớn hơn, không muốn mình bị giam ở chỗ cũ. Vậy nên hãy quên cơn ác mộng quá khứ, nhìn về phía trước, chạy đua với ác mộng, khiến nó không đuổi kịp em. Bay lên để nó không bắt được em. Có biết bao người bảo vệ em, em không việc gì phải sợ. Em đang ở cùng con gái cô à? Chú ý an toàn, đưa nó về nhà đúng giờ. Ai thế? Không có gì. Phải anh thích mẹ tôi không? Đúng vậy. Thôi, anh không thắng được bố tôi đâu. Hai người họ ly hôn rồi nhưng vẫn mặn nồng lắm. Với lại mẹ tôi cũng già quá rồi. Anh thích cô Dương, là học sinh yêu mến cô giáo. Anh còn thích cô ở nhà ăn cơ, là kiểu yêu mến của khách hàng với đầu bếp. Em kéo một đoạn dĩ cầm đi. Tôi chỉ biết chơi bài nhập môn cơ bản nhất thôi. Không sao, chơi đi.